mình sẽ học tới công cụ B nè, đưa chữ vô trong một cái đường bát ha. Thì trước tiên ta vẽ đường bát trước, tách cái nền đi, còn cái viền thôi. Cái viền thì mình cho mỏng thôi, mỏng còn 0.5 đi, BT đi. Bấm chữ B. Vẽ một điểm, vẽ một đường cong ha. Kết thúc đường bát đó, kết thúc lệnh. Tiếp theo ta chọn đường bát đó và bấm vô chữ tơ. Giữ nguyên thì nó hiện ra chữ tơ có đường cong thế này. Đỡ sát lại và hiện ra chữ bát thì mình bấm vô một cái. Đánh chữ. Đánh chữ bất kỳ ha. Mình thoát lệnh. Nếu mình muốn chuyển cái chữ này thành màu khác thì bấm vô này. Màu đỏ chẳng hạn, màu cam chẳng hạn. Rồi. Đây là sai chữ. Khi nó xuất hiện dấu cộng có nghĩa là cái sai chữ nó quá to hay cái đường bát này nó quá nhỏ để mà chứa được cái nội dung thì mình phải cho cái phông sai chữ này nhỏ lại để nó không còn xuất hiện dấu cộng nữa. Nếu xuất hiện dấu cộng có nghĩa là cái đoạn văn nó chưa thể hiện hết trên cái đường bát này. Còn đây là phông chữ ha, mình có thể thay đổi phông chữ. Rồi. Tiếp theo là cho chữ đi ngoài đường tròn. Ngồi vòng tròn ha, câu vòng tròn ở này. Đưa đường bát vô. Tiếp tục chữ tơ. Có cái chút dao cong thế này. Click chỗ này một cái. Đó, thì cái vòng tròn này sẽ mất cái nền. Thì cái chữ lên. Chờ ha. Tương tự mình chọn sai. Hay là chọn phong. Tùy ý mình. Rồi. Bước tiếp theo là ta cho chữ vô trong một đoạn, trong một khung hình. Một đoạn bao nhiêu khung hình ha. Cho một cái khung hình chữ nhật trước, sau đó bấm chữ tờ. Click chỗ này. Nguyên một đoạn quang vô trong khung hình chữ nhật đó. Giờ mình chỉnh này, bấm vô cái này. Cành giữa này, cành bên trái này, cành bên phải này. Rồi, ví dụ như mình cho cái đoạn ven, cho cái hình chữ nhật này nó nhỏ lại thì tiếp tục nó xuất hiện dấu cộng. Có nghĩa là cái đoạn ven nó chưa thể hiện hết trong cái hình chữ nhật đó. Một là mình cho hình chữ nhật này to ra. Để khi nào hết dấu cộng nó thì thôi. Hoặc là mình cho cái sai chữ nó nhỏ lại. Đó. Thì nó sẽ hết xuất hiện dấu cộng đúng không? Nếu nó xuất hiện dấu cộng mà mình không sửa cho nó hết á thì những cái đoạn văn của khách hàng đưa mình để chưa thể hiện hết trong đó bị thiếu chữ. Đó, thấy thiếu chữ không? Đến khi nào hết dấu cộng có nghĩa đoạn văn đã thể hiện hết trong cái khung hình đó rồi. Thứ hai là cho đoạn văn vô hình tròn. Không quan trọng nó hình tròn màu gì, mình chỉ cần click chữ tơ cho chỗ này là có đoạn văn. Chưa? Sai chữ này. Tiếp tục giống như vậy luôn. Rồi. Có thể cho đoạn văn nó vào hình ngôi sao cũng được. Click vào. Chưa. Hoặc lên bo góc. Hoặc mình vẽ một cái hình bất kỳ. Cho chữ tơ vào. Được chưa? Nó vẫn nằm trong đoạn văn, trong cái khung hình đó. Rồi, ha. Rồi mình sẽ áp dụng cái lệnh này để mình vẽ một cái bài tập. Giờ muốn lấy một cái hình vô trong cái file này, mình vô file lay, đi tới đường dẫn. Rồi chọn vô tấm hình mình cần lấy, lay nó vô, bấm một cái, thu nhỏ nó lại bằng cách giữ shift thì nó không bị méo hình nha. Có một cách nữa là mình mở cái file ra. Mình ném tấm hình ra mình kéo vô. Chưa? Cũng được.
Rồi phóng to nó ra. Chọn vào đó và cấn tròn trên hai rồi khóa lại. Cái hình à. Con dấu này mình sẽ có cách vẽ như sau. Chọn hình elip, đỡ gần cái tâm này và nhấn Alt Shift. Alt Shift ha. Phóng to đồng tâm. Chưa? Mình chọn cái viền thôi. Tách cái nền đi. Tách cái nền đi. Đó, có cái viền phóng to nó ra. Phóng to, tiếp tục phóng to ra. Cái vòng tròn vừa mới vẽ xong á, mình Ctrl+C copy, Ctrl+F dán tại chỗ. Nghĩa là mình sẽ được hai vòng tròn và nó chồng lên nhau. Ctrl+C và Ctrl+F ha, chọn một cái vòng tròn vừa mới copy á, giữ Alt+Shift Shift thu nhỏ đồng tâm. Được cái vòng tròn thứ hai chưa? Tiếp tục chọn cái vòng tròn thứ hai này, Ctrl+C, Ctrl+F. Chọn ở vòng tròn vừa mới copy, nhấn Alt+Shift đồng tâm, thu nhỏ. Alt+Shift Shift để thu nhỏ đồng tâm này. Mình chọn ra thử. Mình có ba vòng tròn ha. Ctrl+Z lại. Vòng tròn ngoài cùng là mình phải cho cái đường viền nó dày lên. Dày lên. Khoảng 2 mm thôi. Rồi cái chữ này nó chạy theo vòng tròn này. Nên mình phải cần có một vòng tròn. Thứ tư, chọn nó và Ctrl+C, Ctrl+F. Chọn cái vừa mà có bên nhấn Alt+Shift Shift, phóng to nó ra. Cái vòng tròn này mình sẽ đưa chữ vô cho nó này. Chọn vô công cụ chữ này ha. Chọn lít cho đây một cái. Đúng chữ M này. Đó. Mình sẽ đánh chữ vô. Chưa? Cho sai chữ nhỏ lại. Chỉnh lại cho nó đều. Bước tiếp theo là chữ dưới này. Chữ này thì mình nhìn thấy giống như vòng tròn, nhưng mình vẽ vòng tròn thì nó không đi được, nó bị ngược chữ. Cho nên mình phải vẽ đường bát. Chọn dòng cụ bên, tách cái nền đi, chọn cái viền thôi. Bấm lên một lần. Bẻ cong nữa. Chọn điểm thứ hai. Rồi kết thúc lệnh ha. Bấm vô công cụ Jupiter này, click một cái. Tiếp tục đánh chữ ha. Cái ngôi sao này có sẵn. Giữ Shift thì nó sẽ được, nó sẽ thẳng ha. Đó. Cho nhỏ lại một tí. Cho nhỏ lại một tí nữa. Tô nó màu đỏ. Chọn vô nó, giữ Alt+Shift copy, còn giữ Shift để đi thẳng. Đó. Rồi mình chọn quét hết tất cả, mình kéo nó ra phía trước này. Được chưa? Chữ công ty trách nhiệm hữu hạn này mình đánh lại. Không cần tạo khung nha, chỉ cần bấm một cái thôi. Đánh chữ công ty rồi. Enter xuống nè. Biển Việt. Rồi. Bấm đè cành giữa nha. Rồi, không to ra. Chờ. Tô màu đỏ. Được ha. Bây giờ mình đánh trên này cho nó giống ha. À, phông chữ thì mình sẽ chọn Ari đi. Bấm chữ T, nó hiện ra cái bảng này.
Nên nó bị lỗi rồi. Bây giờ mình sẽ đổi cái phông này sang phông Ari ha. Bấm như này, quét nó. Click cho chỗ này, chọn phông Ari. Rồi. Tiếp theo mình sẽ đánh chữ này. À, 16 này. Giờ mình chỉnh lại cho size nó to một tí để nằm ở giữa nha. Rồi cho màu đỏ. Như antenna ship cho nó nhỏ lại xíu nữa. To lên tí. Rồi, cái dưới mình chỉnh lại nha. Hút màu. Hút màu và hút sai chữ, phông chữ luôn. Bấm một cái. Đây là đúng như sai chữ, phông chữ phía trên luôn. Cái này có dấu cộng ha, có nghĩa là cái đoạn văn lúc nãy mình vẽ nó còn phía trên nữa nè. Cho nên mình cho cái sai chữ nhỏ lại. Đánh ha. Trên chỗ này. Rồi cho nó giãn ra đây một tí nữa. Chưa. Rồi thoát lại. Tiếp tục công ty này. Mình hút màu. Hút màu hút sai chữ luôn. Bên giữa lại. Sửa này tí nha. Rồi. Chữ biển Việt này mình cho size nó to lên. Bồi nó đậm lên. Rồi ha. Cho này xuống một tí với cái chữ cái dấu này nè, nó hơi sát phía trên đó. Cho nó xuống một chút. Tiếp theo ta chọn hết tất cả và ta group nó lại. Rồi xong. Xong rồi. Không cần. Tùy theo file mới group từng cái. Còn cái này thì không cần. Mình group hết một lần cũng được. Ví dụ như bữa mình để ngôi nhà hay là cái gì nó nhiều thứ á. Thì mình group mới group vào từng cái. Nó có bị vướng không?